chơi bơi hả? Rồi ok, chào các bạn nha. Rồi chào các bạn nha. Bữa nay đi thăm cái con 3202 các bạn. Mình bán ở tại Trà Vinh luôn. Coi nó bơi như thế nào. Rồi. Anh này tài xế mới vô nghề luôn nè. Đó, 3202 xới nước vàng xới 1m9 luôn. Anh không để ra chết ha. Nó đạp ra luôn. Ừ. Giống thì giờ này bươi đẹp rồi đó. Bươi đẹp. Rồi máy 3202 cái máy gain của nó hơi yếu. Xuống nước nó chạy hơi yếu. Anh này đạp thắng ngược không vậy ta? Máy không gào miếng khối luôn rồi. 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 Rồ